chiều năm lắm hạ nói tiếng đi hoang tiếng bóng đạm bạc đời không dám tới đầy biết cho tôi nhạc tình sau lắm lời. Cảm ơn một câu với ông chú đã mua tổng một lần. Cái hai em con được cái hai duyên nghiệm. Tại vì giờ tối thì cũng ngọt của cái đó của cái chắc. Cái ly ra mẹ đưa cho con. Cái miếng miễn gọi là cái gì? Miễn gì? Miễn ly. Miễn ly. Miễn ly. Ừ thì là miễn ly. Cái công nó mất, cái mông nó còn là con. Con thầm. Đúng rồi, Thư đúng Trinh xin mến chào cô chú, anh chị và các bạn nên xem kênh của Túc Trinh Vlog. Cho Trinh mến chúc cả nhà mình lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe và luôn bình an cuộc sống luôn nha. Hôm nay chú Hoàng với cô Phượng gửi đến bé Thuận hai bé cái niệm, bé một cái với lại một cái tủ. Tại vì cô nói là bữa hổm có cô Loan mua nhưng mà có một cái tủ cho nên là sợ Thuận Thư nó lớn rồi có phòng riêng nữa, cũng thương mến nên là gửi tặng. Thì cô nói cô Hương cũng đã cho hai bé hai cái giường cho nên là cô cũng muốn gửi một cái tủ cho bé Thuận với hai cái niệm. Bên trong này thì sẽ bán nội thất. Hôm nay Trình đi vô bên trong, vô bên trong để cho anh Tú coi hai cái niệm cho hai bé. Ở bên trong này thì anh cũng có bán luôn là mặt hàng như là điện thoại luôn. Thì tủ nhà bếp cũng đẹp đẹp này đó nha. Máy lạnh, máy giặt gì trong đây cũng có hết luôn. Cái niệm, cái giường của mình là bao nhiêu anh? Anh Tú thích hai cái niệm này. Lấy một cặp á. Lấy cặp đây nè. Lấy một cặp đi. À, cái giường mình là một mét mấy anh Tú? Một mét mét tư hả mét tư dài 2 mét đúng rồi, mét tư. Thì lấy cái niệm cho nó bằng với cái giường luôn ha. Ừ, lấy ra niệm cho chị luôn. Ra bộ là có đầy đủ đó. Ra bộ đi cưng, bộ đi. Ừ. Thì anh lấy ra anh lựa đi. Ở đây thì tiệm của anh Vũ bán đầy đủ đồ luôn nha cả nhà. Này thì ở bên trong. Trinh quay này là bên trong, còn bên ngoài bán nhiều hơn nữa. Cô cũng có gửi cho Thuận một cái tủ đựng quần áo nữa anh Tuấn. Của cô Loan mua được rồi đấy cả nhà. Đây đang lựa ga niệm. Ở đây thì anh Tú cũng ra coi tủ luôn. Ở đây thì quá trời tủ luôn này cả nhà. Tủ đẹp đẹp không luôn á. Tủ cây có. Đây là cái tủ nhựa giống bé Thư nè. Tủ này chắc Thuận là mua được em. Mà đẹp nè, hợp với tủ này đi ha. Ừ. Chứ cái là vô đây khó quay quá. Ngồi trên vẹo anh kia trên quay. Đây đi thẳng ở đây là bán bàn ghế cũng lớn, ở đây lớn như cả nhà, bán đầy đủ luôn. Đây bên đây là bàn ghế đẹp ha. Đầy đủ ha. Này là hàng nội thất. Cái tủ này đựng gì vậy? Tủ đựng dép mà đẹp quá ha. Em tới nói là tủ đựng dép á chị, mà nhìn thấy cái tủ đẹp sợ luôn này cả nhà. Đẹp. Đây bán đủ các loại luôn. Đây nãy anh Tú lựa cái tủ này nè cả nhà. Giờ trên qua đây được thì trên quay cho cả nhà xem ha. Tại quá trời đồ luôn. Cửa hàng này của anh Vũ rất là nhiều đồ cho nên là trên cũng khó đi. Phải đi qua bên đây quay cũng dễ hơn. Này là nguyên một dãy xe đạp điện.
Tú thấy thấy cái lo anh Tú ham, anh Tú thử để anh Tú thử một bài. Thử rồi nè anh Trắng. Đôi tiếc đi hoang thiếu bóng đàn bà, đời không dám tới đầy tiếc cho tôi nhạc tình sâu lắm lời. Đón vì tưởng khi nằm trên đắng dặn em trong hai hồn tiếng hát môi em tiếng hát em người đang lấm lấy khổ biết mấy câu ca vì tiếng ấy đi ta ngoài cái chốn đỏ đông lỡ đêm đêm tầm đàng ấy tiếng từ hắn tay mà vô cảm ơn anh nha. Thấy thấy anh để đó cái ca thử. Dạ. Ở đây mua hai cái niệm với mua áo niệm với mua cái tủ thì cũng được anh Vũ gửi tặng cho hai chồng Tú Chinh một cặp nón để đi từ thiện đội cho nó đẹp. Anh Vũ thấy quay đi cặp gì nè cho nó đẹp. Đây nên là anh Vũ cũng tặng cho hai chồng một cặp. Rồi em cũng chúc anh mua mai nắng luôn nha anh Vũ ơi. Em cảm ơn anh nhiều nha. Rồi Chim cũng mời cả nhà cùng theo dõi video của gia đình Tú Chinh luôn nha. Vũ Hai ở ngay chân cái đường đèn xanh đèn đỏ nè, đi thẳng đó là đường nhà Chinh đó. Còn xuống bên đây là bến phà đi qua bên cù Lao Dung. Còn chạy thẳng xuống đây luôn, xuống bên tay phải Trinh đó là đi ra chợ. Thì giờ thì Trinh với anh Tú cũng về, em trai sẽ chở đồ lại cho Trinh. Đây hai cái niệm, Trinh mua hai cái niệm với hai cái bộ ga với cái tủ. Giờ thì Trinh cũng mời cả nhà cùng theo dõi video nha. Hai anh em khiêng vô nhà, đường của Trinh thì hơi khó đi nên là hai anh em khiêng vô cái hẻm. Hẻm cua qua đây, quẹo qua kia nữa, cái nhà khó đi hơi sình. Đường này cái đường hẻm nó nhỏ quá cho nên là xe không chạy vô được. Mà bị cốc cua ngay cái đuôi nhà nữa cho nên là đi bộ mới được. Tới nhà nè. Con chào mừng cô chú. Hôm nay vô Thuận chứ hôm nay được chú Quang và cô Phượng đã cho hai bé Thuận với Thư. Thuận thì cái tủ niệm với nguyên bộ ga đồ để trải ra để Tú trải ra cho đất. Bây giờ anh Thuận bây giờ Thuận mở cái tủ đi con. Hàng mới cho nên là phải khui ra, nên là hai đứa có hai phòng riêng rồi thì giờ là bà cô với ông chú cũng tặng cho con cái tủ luôn, con mừng không? Dạ mừng. Con có lời nào cảm ơn bà cô đi. Dạ con cảm ơn bà cô với ông chú. Với ông chú đó. Với ông chú. Con cảm ơn bà cô với ông chú đã mua tủ cho con. Với hai em con được cái hai kỷ niệm. Cái đó gì anh Tú? Cái này để gắn nè. À, gắn vô đó đó hả? Rồi cái ga niệm nè, ga niệm bé Thuận chọn ga niệm đi con. Dạ. Chọn ga niệm đi, con chọn ga niệm nào, nãy ba với mẹ lựa đại đó. Để coi bé Thuận lựa cái nào cái nhà. Rồi ba phụ bé Thuận cho mà chảy ra coi, chảy ra coi đẹp không? Thấy cái giường đẹp quá mà chảy chiếu. Nè, đây chảy thiệt nè. Quá đẹp luôn. Thuận thấy đẹp không? Đẹp. Trời ơi. Còn cái gối thì cái gối nhà mình có rồi cho nên mẹ không có mua gối hơi. Con lấy cái áo gối đó Thuận, áo gối trên đó nữa, còn gối nữa con. Còn áo gối đó thì mặc cái gối vô nữa là đẹp rồi đó. Anh lấy cái áo gối cho Thuận mặc vô anh. Cái gối này là đủ ngủ biết rồi tem rồi. Thành cái tay không mát em rồi. Quen rồi, có ôm Thuận cũng quen á. Đẹp quá. Rồi cái đó nó là đi xẹp vàng luôn. Anh chơi cũng hơi lâu rồi. Dạ, phòng của Thuận thì phòng thoáng mát, phải bịt ra một đầu. Bịt lên đầu. Có cọng dây. Cọng dây phải buộc lên đầu. Tại cái này bằng cái ga niệm bằng thun. Cho nên là phải buộc lại. Rồi Thuận kéo ra luôn rồi. Hai con ơi.
Thanh lúa. Rồi, tụi lúa mới. Cái niệm của bé Thuận. Bé Thuận rất là thích luôn. Em biết ngay bé Thuận sẽ thích cái niệm màu này mà. Nó vừa đơn giản mà nó vừa đẹp nữa. À, vô cái giường của bé Thư. Thư ơi. Thấy sao con? Đây thì cái niệm của bé Thư. Anh Tú cũng đã trải ra cho bé Thư xong rồi nè cả nhà. Giờ con Thư xong mà. Nhưng mà nhà một lần nữa con xin cảm ơn chú Quang và cô Phượng đã thương Thượng với Thư. Chúc được chú Quang và cô Phượng thật nhiều sức khỏe. Tôi cũng mến chúc cả nhà lúc nào luôn vui vẻ, làm ăn thì đều thuận lợi luôn. Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều đã thương mến gia đình Tú Trinh, lúc nào cũng theo dõi và yêu thương gia đình nhỏ của Tú Trinh nha. Bé Thư. Dạ con cảm ơn bà cô với lại ông chú. Cảm ơn bà cô với lại ông chú đã niệm cho con với anh con. Thì đây con cũng xin cảm ơn cô chú, cô Phượng với chú Quang đã thương mến gia đình con, cho hai bé một cái niệm để ngủ ngon giấc. Con cảm ơn chú Quang với cô Phượng rất là nhiều. Bé Thư chúc cho ông chú và bà cô sao đi con? Cảm ơn con đã gửi lời chúc đến ông chú và cô nha. Dạ. Đây thì nãy Trinh đi mua cái niệm thì Trinh cũng có ghé mua cái giò heo, có con tê tèo lại chơi, mà tối đưa ngoại đi ốc khấm, đưa ngoại đi lên ốc khấm lên là 11 giờ khuya ngoại mới đi, cái hai bé cũng ngủ đây luôn. Thì sáng Trinh mua niệm rồi Trinh cũng mua cái giò heo này. Giò heo giờ Tú hôm nay thì nấu bánh lọt. Nấu bánh lọt, hôm nay Trinh làm cho bé ăn bánh lọt. Giờ heo nãy Trinh rửa cạo lông sạch á, cái Trinh cũng có trụng sơ cho nó Thuận ơi sạch. Dạ mà cô chú. Trinh mới nấu. Thuận này làm như muốn cảm rồi. Trời trở gió á. Hai đố này khó nè. Hai gì hai đố đố vui cho mấy bé. Xưa câu đối với câu đối chứ không phải câu đố nữa. Dạ. Tại vì giờ Tú thì cũng ngọt củ cải đỏ, củ cải trắng. Này củ cải trắng, củ cải trắng. Anh nói củ cải trắng, củ cải đỏ. Bé Thư hỏi củ cải trắng. Dạ. Yeah. Đang suy nghĩ nè, câu đố gì cho bé Thư với mấy đứa nói cho câu đố gì đó. Đố hỏi quy chứ cà lưng có chân cũng có tay là cái gì? Đố trẻ con thôi đúng không? Đố hết luôn. Cả lưng có chân không có tay. Mà cả lưng là cái gì? Cả lưng là cái lưng quần. Cái chân không có tay là cái ống quần. Là cái ống quần á. Ủa sao thằng biết vậy? Sao thằng biết vậy? Rồi đó phải quê chứ cà lai có tay không có chân. Tay áo. Đúng rồi. Cà lai là cái tay áo nè. Ủa vậy? Có tay mà không có chân nè. Đó hỏi Quy nữa nè. Dạ, trái con này. Là trái con nãy giờ chưa nói được con nào chứ. Con đúng nè. Nói được chưa? Dạ có mà. Có mình con nè. Đó hỏi Quy này lái nha. Cái người trai hỏi người gái là em tên gì vậy? Cái người gái không nói tiếng nào. Lấy cái ly đập bể cái ly, cầm miếng đĩa lên đưa cho cái người đó. Đố con nhỏ đó tên gì? Cái người đó tên gì? Người gái đó tên gì? Ly. Sai. Lái hả? Anh biết tên rồi đó. Tên gì? Nguyễn Thị Ly. Nguyễn Thị Ly. Thằng đó thôi. Đó, em tên gì? Cái nhỏ lấy cái ly đập. Xong có lấy miếng ly đưa cho anh Thư. Rồi anh Thư nói mày đập cái ly ra mẹ đưa cho con. Cái miếng miễn gọi là cái gì? Miễn hả? Miễn gì? Miễn ly. Miễn ly. Miễn liên. Ừ thì là miễn liên. Đố hả? Đố hả Quyên nè. Dạ đố chị không. Đố hết luôn. Ghe cào chìm giữa biển Đông. Cái cong nó mất, cái mông nó còn là con gì? Cái cong nó mất, ghe cào chìm giữa biển Đông. Cái cong là cái trên để người ta cào đó. Cái cong nó mất mà cái mông nó còn. Cô này. Nghe lão á. Cái mông là gì? Nó lái lại. Cái mông. Cái cong nó mất, cái mông nó còn là con. Con cong. Sai. Mông cay.
Cái công nó mất, cái mông nó còn là con. Con mông. Đúng rồi, thứ một con mông. Cái công là con mông. Chứ còn nói với con miếng là con gì luôn kìa. Con mông, nó còn miếng mông à. Con mông nó giống như con gùi đó. Nó dạ. Nó hút máu của con gì đó. Gì vậy? Hút máu của con bò. Đây thì đường phèn ha, với hạt niêm. Với Trinh bỏ vô xíu muối với chút xíu bột ngọt. Bột ngọt thì tại vì nó nằm ở trên cái hạt niêm á cho nên thấy nhiều, cái Trinh bỏ xíu à. Để dằn lại thôi chứ không có bỏ nhiều. Đây thì củ cà cải cà gót nè, cà gót với gói trắng Trinh cũng bỏ vô. Ở đây thì nãy Trinh cũng có mua miếng bắp non á, Trinh bỏ vô cho thơm. Miếng bắp non. Bỏ bắp non vô thì nấu cái nước súp nó thơm lắm cả nhà. Cộng hành vô. Cộng cay á cho nó thơm. Xin cho vô thêm miếng nước mắm cho nó dậy lên cái mùi thơm. Dọn bàn chưa? Đây thì xong rồi ha. Giờ Trinh sẽ bỏ vô đây một miếng hành lá. Cái này nãy Trinh trụng rồi, rồi Trinh cũng đã trụng cái bánh lọt rồi lại lọt rồi luôn ha. Giờ Trinh múc vô. Cái này là giò heo, cho là múc mỗi bé một cục. Có đồng bắp ngon ha. Trái bắp. Ở trái bắp. Này là trái bắp. Mỗi bé ba trái. Ừ, ở đây để Trinh rưới vô miếng tỏi phi. Mình bỏ vô miếng tỏi phi cho hợp. Ở đây hành phi, tỏi phi với hành phi á, thường là ban đêm Trinh rảnh á là Trinh sẽ làm cho xong á, cái lúc mình làm mình không có bị quýnh quán làm. Trinh cũng bỏ vô miếng tiêu, bỏ miếng tiêu cho nó thơm. Ngồi gí Trinh gắt lên mấy con ơi. Rồi dọn ra con dọn ra được rồi, thận bưng đi nóng đó con. Thận lại bưng em thận. Em không quen bưng nóng á. Thảo Vi thì ăn muốn xin đậu bắp thêm. Ủa trái bắp nó đậu bắp hoài. Ờ cái tô bên trước đó. Nóng nha anh Thư. Hôm nay giờ Tú nấu bánh lọt thì cũng chuẩn bị xong rồi cô chú anh chị. Tú mời cô chú anh chị ăn bánh lọt với gia đình Tú luôn nha. Chứ mời cả nhà dùng bánh lọt gia đình Tú Chinh nha. Hai đứa con bánh lọt nha. Bốn đứa chứ. Hôm nay thì có hai con Tư Tèo lại chơi luôn. Con mời ba, con mời mẹ mà chú ăn bún. Ủa, ăn bánh lọt. Chú ăn bánh lọt. Con mời ba, con mời mẹ mà chú ăn bánh lọt. Rồi ăn đi mấy con. Cái nào ăn chưa có dừa thì như có nước mắm vậy nha. Đói rồi. Ăn được dĩa trái cây trắng miệng. Ôi, giờ Tú sắp mấy cái trái cây đẹp quá. Dẹp đẹp mình dụ mấy nhỏ nó ăn. Này cái giò heo, cái móng giò heo này chắc lấy đũa mới được. Mấy đũa, mấy đứa nó lóc lên. Quên nó lấy đũa nữa. Cái đũa để chấm nước mắm nè. Con Thư. Dì hay nấu bánh lọt ngon lắm. Ngon. Ngon gì không? Ngon ăn hết tô nha. Ừ. Cảm ơn dì hai. Ừ. Cảm ơn mẹ. Ừ. Cảm ơn mẹ. Chấm cái giò này nè. Giò này mà chấm vô cái đã lắm. Cái này giò heo. Tại sáng Trinh chơi chạy sớm á. Cho nên mình có giò heo. Trinh cũng mời cả nhà luôn nha. Cái này không có bé tí lị nên là nhà không có rộn ràng. Tết tết bé mới về được. Hôm nay thì tí lị mẹ ơi, mẹ Trinh đưa tí lị em chẳng rồi, mẹ Trinh cũng ở mà mấy ngày em ở 2-3 ngày rồi Tú, rồi Tú 2-3 ngày mẹ mới về được. Rồi Tú cũng phe cô chú anh chị luôn, con một con chim cu của Tú nè, bay này nè.
À, vai nó đậu nằm đó đó. Đói rồi đó, đói mới về. Ừ, đói á. Chim cu chim thôi là chừng nào đói là ba về. Tôi mở bây cửa giờ, cho đi rồi đi rồi về đói vô vô chuồng nè. Bây giờ là không có về chuồng á mà bay thẳng vô chòi luôn. Bay thẳng vô chòi nó nhầm khi ngủ bằng trong đêm bằng trời trong đêm ban đêm đó em. Ngủ trong chòi hả? Ừ, trong chòi nữa. Trẻ ăn cao. Nằm rồi, quay lại. Nằm rồi. Rồi Tú mời cả nhà ăn bánh đòn với gia đình Tú luôn nha. Cái lọt giò heo. Chấm thêm nước mắm nên mới ngon trẻ ơi. Chấm thêm mắm nó ngon. Sao? Rồi Tú mời cả nhà luôn nha. Nước mắm này không có nhiều. Có nhiều cả ăn hết. Đói bụng nắng vậy ngon. Rồi, chị hai mời mấy con vô coi. Một hai ba vô. Vô. Mừng cho anh Thuận với bé Thư được hai cái niệm ngủ im cái lưng luôn. Chị cũng mời cả nhà luôn nha. Ba đứa, Thảo Quy, Thí Quy, Anh Thận là sinh nhật trùng có 4 ngày trong 4 ngày là ba đứa. Hai chị em Thảo Quy thì trùng ngày phải không? Còn anh Thận Nhân Hà thì hai tay của mỗi con trùng. Của Thí Quy, Thảo Quy là 4 tay đúng không? Ừ. Anh Thận 2 tay. Hai tay tháng 8. Còn từ 2 tay tới 4 tay. 4 tay tháng 8. Ăn sinh nhật xong là học rồi. Cái bắp non ngon quá. Bắp non thơm Thảo Quy. Bắp ngon mà mình ăn nó bùi bùi thôi. Đổ một hồi hộp. Đổ con nha, chắc. Cái đũa lắc con. Nhưng rớt xuống cái lại văng kèo rồi. Rớt cái đũa lại da nước văng vô mặt. Tôi thơ nhỏ chứ. Cho con bụng nhất. Ừ. Cho trẻ luôn tôi thấy quyền quyền Thảo Quy mình nãy con là em tính làm cho em nè. Dạ em làm giao nhiều. Ăn ngon không? Ừ, ngon con nhấp rồi. Về tới trái cây, ba lớn mang trước. Ừ. Rồi dặm qua đây luôn đi. Chị hai mời dặm luôn. Cái này tự ăn gì thì lấy. Thứ. Rồi tôi mời cả nhà ăn trái cây với gia đình đúng nha. Nhân viên phục vụ quý khách. Con mời mời cô chú. Này, con cũng mời à. Con cũng mời chú ăn và cô Phượng ăn trái cây với con luôn. Trái thanh long này nãy anh tách ra làm 4 rồi nè. Để ra. Có mang thanh long hả? Vậy con ăn gì con lấy cho con không mà. Dạ. Cái này để đây nè, chị dễ lấy. Hai chị em ăn gì lấy đi. Dạ. Cái này là cái gì ta? À, bơm. Cái gì bơm nè ăn. Sao tí nỉ hay ha, nó biết nó chẳng bơm chị. Chẳng bơm là chỗ ở của tí nị á. Chỗ ở tí nị cũng như mình ở đây kêu còn đại ngại vậy đó. Đồng Nai. Đồng Nai chẳng bơm. Chẳng bơm. Bây giờ nếu mai con về chẳng bơm à.
Nó biết luôn, chẳng bầu xéo luôn à. Dễ hả? Hay ha. Chị này cũng nhớ dai lắm cả nhà. Cha mẹ nói vậy mà nhớ dai. Nó là chẳng bơm bầu xéo, bào xéo. Chà con có quên luôn rồi. Quên quên nè. Em nói cái con quên luôn rồi. Tên là Lão không? Ừ. Chẳng bơm. Bịt chóng nạn đi. Hà nâu á. Tú ăn không? Em nó no, nó nốt luôn rồi. Này ăn bụng to bự quá. Giờ thì bữa ăn của gia đình Tú Trinh thì cũng đã kết thúc. Xin cảm ơn cả nhà đã xem hết video. Nhân đây con cũng xin cảm ơn chú Quang với cô Phượng đã thương mến hai bé, mua cho hai bé một cái niệm với bé Thuận một cái tủ đựng quần áo. Thì như chú Quang nói là bé Thuận với bé Thư đựng chung một cái tủ thì thấy nó chật hẹp quá, cho nên là chú Quang cũng muốn mua cho bé Thuận một cái. Cái như Thuận giờ cũng lớn rồi, có phòng riêng, cho nên là muốn hai bé hai phòng hai cái tủ để đựng đồ sinh hoạt thì nó dễ hơn. Con cảm ơn chú Quang với cô Phượng đã chu đáo lo lắng cho hai bé. Con cảm ơn cô chú rất nhiều. Con muốn chúc cô chú lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe và luôn bình an trong cuộc sống. Thuận cảm ơn ông chú bà cô. Dạ con cảm ơn ông chú và bà cô đã mua quà cho hai anh em con. Bây giờ thì con cảm ơn ông chú và cô đã mua quà cho con với anh con. Con cảm ơn ông chú và cô. Dạ con cảm ơn chú Quang và cô Phượng đã yêu thương cho hai đứa con của con được mua được hai cái niệm. Con cũng mến chúc chú Quang và cô Phượng thật nhiều sức khỏe. Chú cũng mến chúc cả nhà lúc nào cũng có sức khỏe và dạng sự được như ý. Giờ thì video clip của chú Trinh cũng đã kết thúc. Chú xin hẹn gặp lại cả nhà trong những video tiếp theo luôn nha. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà.